9 giờ đêm đúng không? 9 giờ đêm, tưởng ăn trộm không à. Hai ông mua chốt con xe GXR221ABS. Này xong rồi đấy. Smart cây đâu? Smart cây tụi nó để đâu ta? Mấy người lính anh nó để smart cây đâu ta? Đó. ABS nha anh em, bản 221 nè. Đó. Rồi xuống coi chừng nha. Coi chừng chạy xe em, chạy xe. Chưa có chết chạy nào luôn á. Nè, ABS trước sau nha em. Đó. Ra đường lớn á. Quay xe idol được không? Không, nè, ảnh đi xe Rider. À, Sachi hả? Con này gọi là Sachi đúng không? Đó, Sachi nè. Đêm mình tưởng ai qua chậm chó không á? Không, con này đâu phải trộm chó, con ẹt mới trộm. Mình tưởng giang hồ nào tới đòi nợ không á anh em. À, thấy xe không? Là xe này của một bạn em. Em là người mua xe rất ít. Đó. Em thấy chưa? Này lên đồ chơi hết nhiêu tiền em? Lên mâm nè, ốc kiểu nè, ống nước gì cô đó. Rồi bô nè. Giờ này khuya rồi cho người ta ngủ nên mình không có đề tiếng bô lên nha anh em. Đó, không được. Cái này gọi trên TikTok gọi là đù nhức nách. Đó, anh em thấy không? Lên mấy con ốc này nè. Một con ốc này á là bằng một cái dĩa ốc mình nhậu luôn á. Đúng không? Chính xác không? Sao thấy xe sao? Thấy ngôn vài câu em. Chín giờ mấy? Ủa hai em đi đâu rồi? Đi đâu? Nhịn đói đi, thì ăn làm gì? Giờ này ăn gì nữa? Nhịn đói đi. Đi ăn mất công no rồi sao em? Ăn bị no. Ừ, ăn nó no rồi sao? Nhịn đói đi. Mai đói lại cũng vậy à? Rồi anh lên cắt nước rồi bảo vệ rồi quá trời luôn. Cái vỏ như vỏ xe đạp ta. Đồ, anh chạy vòng vòng sao chạy thấy sao phải số 1 rồi. Rồi lát hai ông là vô lao nè. Chúng thắng trước thì ok lẹ lắm. Xe đẹp hơn em nhìn nè. Ban đêm mà cỡ này thôi đó, ban ngày là sáng chân luôn á. Siêu chưa bốc nè anh em. Nói giờ anh em. Siêu đồng hồ chưa bốc luôn á. Bản 2021. Chào mình khẩu trang nè. Quay xe mà. Trời ơi, tưởng là lên clip nổi tiếng bây giờ. Sao quay qua thời gian rồi quyết định đúng không? Chốt luôn. Xe này mà không chốt nữa là anh em chốt liền. Có tin nhắn anh em đang nhắn luôn á. Sao có chuyện gì là báo em liền á. Đó. Sao thời gian là chốt luôn. Chốt luôn là nhanh gọn lẹ là cho luôn nó nguy hiểm rồi luôn. Đó, hợp luôn đúng không? Hợp luôn, ghiền liền. Sao? Bảo hiểm này bên mình là 5 chỉ 8 nha anh em. Đây nè. Đó, 5 chỉ 8. Đó anh em. Tại em nãy qua mình chơi mấy lần rồi anh em, chứ không phải lần đầu đâu nha anh em. Đừng có phân bì nha anh em, người có người không nha. Tại vì em nãy qua mình chơi lâu lắm rồi, anh em chơi với nhau lâu rồi. Rồi, để ban ngày quay anh quay một cái clip đẹp đẹp cho anh em ngắm cái con xe này nữa. Đó anh em. Thì sau buổi đêm á thì buổi sáng này là mình giao xe rồi nha anh em. Đó. GXR ABS. Lý do mình có con này là do thằng em nó đổi lên với chính mới có nha anh em. Đó. Cho anh em ngắm xe ban ngày nè, đẹp cỡ nào đó, dòng ABS nè anh em thấy không?
cái bảng này nó sẽ có bảng không ABS với lại bảng ABS đó, thấy chưa? Đó đây 221 nè anh em, đó xe 221 thì nó sẽ có cái mã vạch nha anh em, để bấm lấy nét cho anh em đó, sẽ có mã vạch ở đây nè, đó biển số xe nè, đó ok đó. Xe mới mua mấy tháng thôi nha anh em, thì bây giờ mình giao xe. Sao chủ xe đâu rồi, chủ xe giờ em bữa nói thích cái nón nào, đừng lấy cái nón 8 triệu của anh là được ạ. Bữa em thích nón nào, nón xanh nón đen rồi thì anh thích cái nón đen mình tặng luôn, qua đây qua đấy clip cái đó, anh em nó thích cái nón đen cho nó lựa mấy nón, cuối cùng nó thích cái nón đen nè mình tặng ảnh cái nón đen luôn rồi ok nha. Rồi chốt giá xong đó, mua xe có nón chạy luôn, đẹp hơn anh em. Con xe này mới lắm nha anh em, nhìn anh biết rồi, mới rô đai xong mà đó. Đó quay cho anh em xem, rồi chốt đơn giao xe đẹp chưa.